Quay trở lại với series Hồ sơ Gundam, lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các Zaku. Dòng Mobile Suit được sản xuất hàng loạt bởi công quốc Zeon. Đây là lực lượng Mobile Suit chính của quân đoàn Zeon và có thể để đặt ngang hàng với cụ tổ về tính biểu tượng cho series. Ngoài ra thì Zaku còn có rất nhiều biến thể, nên hôm nay trong video này, bọn mình sẽ chỉ tập trung vào phiên bản Zaku thứ 2, thứ bắt đầu cho tất cả nâng cấp và cải tiến của dòng Mobile Suit này. Kèm theo đó là một phần câu chuyện của nhân vật phản diện được yêu thích nhất trong vòng phim Gundam, đặc biệt là fan của vũ trụ UC, hay chính là Cha Azebo. Cuộc sống này thật vui khi là Weebu, và hãy luôn tự hào vì bạn là một thằng Weebu. Và trước khi video thì xin phép cho mình gọi là một phút để khoe cái món đồ mình vừa nhận được từ Synergy Gaming cũng như là HyperX Việt Nam. Đó là một cái hộp quà rất là đẹp, các bạn thấy đây. Có logo của Synergy Gaming, là một trong nhà phân phối sản phẩm gaming rất nổi tiếng trên thị trường Việt Nam, cũng như là HyperX, một thương hiệu gaming gear có lẽ là quá quen thuộc của các bạn rồi. Và đây là một cái phần quà thực sự là mình đã mở ra xem rồi và thấy rằng là nó rất là thú vị và giá trị, nên mình muốn khoe cho các bạn xem trong video này. Chúng ta sẽ có một cái mũ snapback và một cái áo có logo của CMT Gaming ở đây, cũng như là một cái dòng chữ là Meet Office, khá là độc đáo và thú vị. Khi nào đó mình sẽ mặc lên video cho các bạn xem. Và chúng ta sẽ có thêm một cái cốc nữa thì phải, cốc đến từ Lock and Lock thì rất là xịn sò đây. Hộp packaging cũng rất là đẹp và có một cái cốc có in logo của Synergy Gaming đó, rất là xịn. Và cốc này mình nghĩ là cũng khá là tiền này, Lock and Lock. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm gọi là giá trị nhất, đó chính là đến từ HyperX, một cái tai nghe, hộp tai nghe HyperX Cloudflight. Đây là một con tai nghe mà thực sự mình phải đánh giá là một trong những con tai nghe wireless trên thị trường bây giờ mà tốt nhất các bạn có thể mua để chơi game. Thực ra con này thì mình cũng đã có đánh giá ở trên trang kênh YouTube là Instagram rồi. Thế nên là nếu như bạn nào tò mò về nó thì có thể gọi là truy cập vào video đó, mình sẽ để link ở phía bên dưới. Và rất cảm ơn HyperX cũng như là Synergy Gaming đã tặng cho bọn mình những cái món quà này để có thể gọi là có động lực tiếp tục làm những cái video mới hấp dẫn hơn dành cho các bạn. Nhân tiện trong dịp này thì mình cũng muốn giới thiệu luôn một chương trình đang diễn ra của HyperX. Đó chính là thứ nhất là HyperX hiện tại đã có cái official store ở trên Shopee. Các bạn có thể lên đó và mua những cái sản phẩm HyperX với mức giá có thể gọi là khá ưu đãi so với những sản phẩm khác, so với cả những cái nơi khác ở trên thị trường. Cũng như là sẽ có rất nhiều cái chương trình hấp dẫn dành cho các bạn, và hàng ở đó thì đảm bảo là chính hãng rồi, không phải lo. Tiếp đó một chương trình nữa kéo dài đến khoảng tầm hết tháng này đầu tháng 2, đó chính là một chương trình tức là chụp ảnh với những cái bộ gaming gear HyperX của các bạn và sau đó đăng lên hashtag. Các bạn có thể xem kỹ hơn thể lệ, mình để trong phần mô tả, phần link trong phần mô tả, truy cập vào đó xem thể lệ. Rồi, đó là toàn bộ những cái món quà mà HyperX cũng như Synergy Gaming tặng cho bọn mình. Rất cảm ơn hai nhà tài trợ này và mong rằng sẽ được tiếp tục đồng hành cùng Synergy Gaming cũng như là HyperX trong thời gian sắp tới. Đầu tiên hãy cùng nhau đến với thông tin sơ bộ về dòng Mobile Suit này. Zaku 2 là dòng Mobile Suit được phát triển từ Zaku 1. Thế hệ tiếp theo này được nâng cấp một cách đáng kể về giáp trụ cũng như lò phản ứng cung cấp năng lượng. Ngoài ra vì là dòng Mobile Suit được sản xuất hàng loạt nên Zaku 2 kế thừa tất cả tinh hoa về thiết kế mà bản 1 để lại. Với khả năng trang bị đa dạng vũ khí, hoạt động đa môi trường, dễ dàng sửa chữa, lắp ráp và gia công. Về mặt thông số vật lý, Zaku 2 có tên gọi đầy đủ là MS-06 Zaku 2. Đây là dòng Mobile Suit tiêu chuẩn cơ bản của quân đoàn Zeon. Về sau có khá nhiều phiên bản nâng cấp và chỉnh sửa dành cho cá nhân nên Zaku có rất nhiều tên gọi phía sau để đặc trưng công dụng cho người phi công lái nó. Zaku sẽ được xếp vào lớp Mobile Suit chiến đấu thông dụng, khối lượng cơ bản là 50,3 tấn khi không trang bị vũ khí và sẽ tăng kha khá khi được trang bị đầy đủ, cụ thể là 65 tấn. Lưu ý thì đây là trọng lượng cơ bản mà Zaku phiên bản thứ 2 có thể gánh được. Các bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy Zaku vác trên mình cả tấn trang bị như thế này nhé. Vì đặc trưng của dòng Mobile Suit này là có thể tùy chỉnh để phù hợp với ý đồ của phi công. Cân nặng là như vậy, về chiều cao thì từ chân đến đầu là 17,5m. Riêng với MS-06S Zaku 2 Commander Type của Cha thì có chiều cao 18m vì được trang bị thêm phần sừng. Lõi năng lượng sử dụng là lò phản ứng nhiệt hạch Minovsky Ultra Compact. Chất liệu cấu thành giáp và khung xương là thép siêu bền. Đây là loại thép khá dễ sản xuất cũng như gia công trong vũ trụ UC, nên độ bền của nó thua xa so với hợp kim tạo nên giáp và khung xương của RX-782. Tốc độ tối đa mà Zaku 2 có thể đạt được khi chưa có một con số cụ thể được xác định ở trong phim, nhưng theo dự đoán của fan thì nó sẽ khoảng tầm từ 105 km/h cho đến 160 km/h. Bán kính mà cảm biến của Zaku 2 có thể hoạt động hiệu quả là 2.900 cho đến 3.200m. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng đi đến phần trang bị và công nghệ của Zaku 2. Là một mẫu Mobile Suit đa dụng nên nó có thể sử dụng lên tới 15 loại vũ khí lớn nhỏ khác nhau.
Tất nhiên là chưa tính những phiên bản vũ khí được chế tạo đặc biệt cho từng phi công có tài năng điều khiển xuất chúng. Có thể sử dụng nhiều vũ khí là thế, nhưng khi ra chiến trường thì mặc định Zaku 2 sẽ được sử dụng từ 1 cho đến 2 vũ khí. Và khác phiên bản đầu tiên thì Zaku 2 từ khi xuất xưởng đã có sẵn hai phần giáp vai, một phần giáp tròn có những chiếc gai nhọn và một phần giáp dài nằm dọc theo chiều cánh tay. Và giờ chúng ta hãy cùng nhau liệt kê hết những vũ khí mà Zaku 2 có thể sử dụng nào. Đầu tiên là súng máy ZMP 50D 120mm, một vũ khí tiêu chuẩn cho Zaku loại MS. Nó là loại súng bắn đạn pháo không cần sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, hiệu quả của nó đối với áo giáp hạng nặng là rất hạn chế. ZMP 50D sử dụng băng đạn chống 100 vòng, được đặt lệch sang bên phải. ZMP là viết tắt của Zaku Machine Pistol. Vũ khí tiếp theo là súng máy M120A1 120mm, còn được gọi là súng trường của binh lính Zion. Zionic đã được ký hợp đồng phát triển loại vũ khí này. Mã phát triển nội bộ của nó là ZMC383, có thể chuyển đổi giữa bắn tự động và bắn bán tự động. Mặc dù nó vô dụng trước Lunar Titanium, nhưng nó có thể phá hủy vật liệu giáp yếu hơn bằng nhiều phát bắn. Vũ khí tiếp theo là súng máy MMP78, một mẫu súng máy mới với hỏa lực tăng cường để chống lại lực lượng Mobile Suit của Liên đoàn. Súng có một vài biến thể, với sự khác biệt về vị trí và cách lắp báng súng ở trên loại ra mắt đời sau. Ngoài các loại đạn súng máy thông thường được nạp từ băng đạn chống, MMP78 cũng có khả năng bắn các loại đạn phòng không được nạp từ băng đạn nhỏ hơn dạng hộp. MMP78 cũng được tích hợp súng phóng lựu dưới nòng để tăng thêm hỏa lực, và nó là tên viết tắt của Mobile Suit Machine Pistol. Và tiếp theo chính là súng máy MMP80 90mm, một loại súng máy cỡ nòng nhỏ dành cho Mobile Suit được phát triển theo kế hoạch bảo trì thống nhất. Hình dạng tổng thể và cơ chế của súng máy Zaku được triển khai trước đây đã được thay đổi. Băng đạn được thay đổi từ băng đạn chống trở thành băng đạn hộp, và súng phóng lựu 197mm có sẵn ở dưới dạng tùy chọn. Cỡ nòng được giảm xuống 90mm, nhưng do đó tỷ lệ bắn trúng đã được cải thiện. Và quả đạn 90mm cũng được sử dụng rất tốt về vận tốc ban đầu và hỏa lực chống MS. Cơ số đạn được nạp là 32 viên trong băng đạn đơn tiêu chuẩn và 100 viên trong băng đạn 3 viên. Mô hình sản xuất muộn có thùng và tay bảo vệ khác, dẫn đến hình dáng nhỏ gọn hơn. Tiếp theo là một loại súng có tên gọi khá dài, nhưng mình có thể tạm gọi tắt là Zaku Bazooka. Một loại súng cầm tay sử dụng loại đạn vật lý, nó chủ yếu để chống tàu và thể hiện sức mạnh của nó trong các cuộc tấn công du kích, tấn công bất ngờ với hỏa lực khủng và rút lui nhanh. Nó có thể được sử dụng để chống lại các Mobile Suit của đối phương, nhưng việc bắn trúng mục tiêu di chuyển liên tục sẽ khó hơn. Bazooka có thể được cất giữ ở trên giáp thắt lưng phía sau, trong khi kẹp đạn dự phòng có chứa 4 viên đạn có thể cất giữ ở trên giáp của thắt lưng, mà mình thường gọi là váy bên. Súng trường không giật 175mm hay MT-K175C. Súng chính của xe tăng chiến đấu chủ lực HT-01B Mezel Attack, nó được tu sửa thành vũ khí phá Mobile Suit. Nó chủ yếu được sử dụng để tác chiến đường dài và có thể được trang bị đạn chống tăng HEAT, viết tắt của từ High Explosive Anti-Tank, hoặc đạn phá hoại ổn định bằng vây xuyên giáp APF-SDS, với một cái tên khá dài các bạn nhìn xem bên dưới. Tiếp theo là lựu đạn Cracker MIP-B6. Giống với loại vũ khí được sử dụng bởi bộ binh, lựu đạn Cracker là vũ khí nổ được thiết kế để ném hoặc phóng bởi Mobile Suit và phát nổ sau một khoảng thời gian nhất định. Sau đó Cracker phá thành nhiều quả đạn nhỏ hơn trên một khu vực rộng. Một biến thể dạng lựu đạn Flash cũng tồn tại. Nó được sử dụng để tạm thời làm tê liệt các cảm biến của Mobile Suit đối phương. Zaku 2 có thể tùy chọn trang bị tối đa 4 quả lựu đạn bẻ khóa, được lưu trữ trên áo giáp bên trái và bên phải, với 2 quả mỗi bên. Tiếp đó là tên lửa chùm, một cặp vỏ tên lửa được trang bị tùy chọn, mỗi quả chứa 3 tên lửa, có thể được gắn thêm chốt vũ khí ở chân. Chúng được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công tầm trung đến tầm xa và có thể được sử dụng với các vũ khí khác. Kế tiếp là lựu đạn cầm tay, là vũ khí ném được sử dụng thay thế cho Cracker. Những quả lựu đạn đeo ở thắt lưng này có thể ném như lựu đạn thông thường và được thiết lập để phát nổ sau khi va chạm với mục tiêu hoặc hẹn giờ phát nổ sau một thời gian đặt trước. Chúng có thể có nhiều biến thể, cho phép chúng thực hiện các vai trò khác nhau trong trận chiến. Sturmfaust, một bệ phóng tên lửa đơn giản dùng một lần. Do đầu đạn không được trang bị thiết bị dẫn đường nên việc sử dụng vũ khí này để bắn chính xác mục tiêu đang di chuyển là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nó vẫn là một vũ khí có tính di động và tính hủy diệt cao, chủ yếu được dùng khi chuẩn bị giáp lá cà lấy lợi thế. Hedgehog loại thứ 5 là một vũ khí chiến đấu tầm dần hình dìu. Nó sử dụng một lưỡi dao siêu nóng để cắt xuyên giáp các Mobile Suit hoặc xe cộ của đối phương. Năng lượng nhiệt được tạo ra bởi lượng điện của lò phản ứng nhiệt hạch của Zaku 2 được chuyển tiếp qua bàn tay của Mobile Suit. AXT-22 Beam Bazooka là một vũ khí chùm nguyên mẫu ban đầu được phát triển cho mẫu Mobile Suit 09R Rigdom. Nó sử dụng một phương pháp nén hạt lớn khác với công nghệ CAP năng lượng của Liên bang. Mặc dù mất thời gian để sạc, nhưng nó được cho là mạnh hơn cả súng trường chùm MS-14A Gelgu. Gatling Shield, một loại vũ khí từ MS-0733. Nó là một chiếc khiên với một khẩu súng Gatling Gun 75mm mạnh mẽ, được trang bị ở thắt lưng. Khẩu súng này có thể tháo rời khỏi tấm chắn khi hết đạn. Rattaken Bazooka, một khẩu bazooka hạng nặng mới có các loại đạn tên lửa đẩy mạnh và cảm biến nhắm mục tiêu được cải tiến với nắp bảo vệ để ngắm bắn. Nó được cung cấp bởi một băng đạn 5 vòng. Lưỡi lê nhiệt,
được gắn dưới nòng súng máy, lưỡi lê nhiệt có khả năng làm hỏng một mobile suit trong phạm vi cận chiến, cho phép nó hoạt động như một vũ khí phòng thủ hoặc là tấn công nhanh. Knuckle Shield là một tấm chắn đeo vai đã được sửa đổi của Zaku 2 mang trên cánh tay với đường cong của bộ giáp vừa vặn với tay của mobile suit. Một trong những sửa đổi là bổ sung thêm 3 gai đặt trên đĩa nằm ở phía trước bàn tay. Những chiếc gai này làm cho lá chắn đốt ngón tay trở thành một món vũ khí đánh đòn giáp lá cà cực kỳ hiệu quả. Và cuối cùng là súng phun lửa, một thiết bị gây cháy cầm tay có thể chiếu một luồng lửa dài, có thể kiểm soát được để thiêu hủy các mục tiêu cũng như mobile suit, cơ sở hạ tầng, đơn vị bộ binh và phương tiện chiến đấu. Đó là những loại vũ khí mà Zaku 2 có thể sử dụng. Giờ chúng ta hãy cùng đến với phần công nghệ hay ho để trang bị bên trong cỗ máy này nhé. Zaku được trang bị hệ thống buồng lái tiêu chuẩn nằm ở phần ngực và thân. Hệ thống này đơn giản là dễ hoạt động hơn là Core Block System rất nhiều. Bù lại hệ thống này sẽ không thể bảo vệ mạng sống của phi công nếu mobile suit bị hư hại nặng nề. Ngoài ra trong Zaku còn có một hệ thống khuếch đại vụ nổ khi bị phá hủy. Khi bị đánh bại, hệ thống sẽ tự động kích hoạt hoặc có thể kích hoạt chủ động bởi phi công để biến Zaku thành một trái bom biết bay. Dòng dài vậy đủ rồi, chúng ta sẽ cùng đến phiên bản Zaku mà các bạn mong chờ nhất. Charles Zaku có tên gọi đầy đủ là MS-06S Zaku 2 Commander Type. Đây là mẫu Zaku 2 được chỉnh sửa và nâng cấp dành riêng cho cha. Cỗ máy được khoác lên mình màu sơn đỏ rực khiến nó trở nên cực kỳ nổi bật trên chiến trường với biệt danh là Sao Chổi Đỏ hay là The Red Comet. Cũng được ra đời từ sở thích sơn tất cả các mobile suit mình điều khiển thành màu đỏ của cha. Bất chấp những rủi ro, cha đã cho gỡ bỏ hệ thống giới hạn của bộ đẩy để đẩy tốc độ của Zaku lên mức cao nhất, cộng thêm tài năng và trình độ điều khiển của cha, biến một mẫu mobile suit bình thường như Zaku 2 trở thành một cỗ máy công suất và hiệu năng hoạt động ngang với các mobile suit đặc biệt của liên bang trái đất và hoàn toàn trên cơ tất cả các đối thủ mà cha gặp. Tiêu biểu là trong các lần đối đầu với Amuro, cha dễ dàng bón hành cho Gundam mạnh nhất của liên bang lúc bấy giờ. Và trong trận chiến ấy, cú đá biểu tượng cha kick cũng ra đời từ đó. Chiến thuật đánh và chạy, hay còn được gọi thân thương là du kích, đã được cha áp dụng cực kỳ triệt để khi sử dụng Zaku 2. Tốc độ cao và chuẩn xác đến chết người là những gì mà binh lính của liên bang miêu tả khi nói về cha, hay chính xác hơn là cỗ máy Zaku màu đỏ kia. Ngoài sử dụng Zaku, cha còn rất nhiều các mô bài suit khác, chúng ta sẽ nói đến chúng trong những video khác, và tất nhiên, tất cả đều được sơn đỏ. Về sự xuất hiện lần đầu của MS-06S Zaku 2 Commander Type trong phần phim Gundam, mobile suit này được giới thiệu trong One Year War cùng thời điểm với mẫu MS-06F Zaku 2 như là một phiên bản cải tiến một chút của F-Type Zaku 2. Đối với hầu hết cuộc chiến, những Zaku loại S này là những cỗ máy mạnh nhất được sử dụng trong chiến tranh và chỉ được lái bởi những người giỏi nhất. Tuy nhiên, ưu thế vượt trội của Zaku loại S sẽ kết thúc vào khoảng tháng 7 năm 2079 UC khi mobile suit RX-78 Gundam của liên bang được tung ra. Hiện vẫn chưa rõ số lượng sản xuất chính xác của Zaku 2 Commander Type. Với các nguồn khác nhau đưa ra những con số khác nhau, một trong những con số đáng tin cậy hơn là khoảng 100 chiếc đã được sản xuất. Cha Asnable đã sử dụng Zaku 2 tùy chỉnh cho mình để xuất kích chống lại Gundam do Amuro Ray lái. Bất chấp tài năng thiên bẩm của Amuro Ray, cậu vẫn là một người mới có kỹ năng điều khiển đơn giản là không thể so sánh được với cha. Lý do duy nhất khiến Amuro Ray sống sót là vì Gundam vượt trội hơn rất nhiều so với Zaku 2 cả về khả năng tấn công và phòng thủ. Thấy rằng liên bang có thể tạo ra một mobile suit mạnh mẽ đến mức có thể tồn tại trong các cuộc giao tranh chống lại cha, có thể đã thúc đẩy Zion tập trung nhiều hơn trong việc phát triển mobile suit mới hơn. Mẫu mobile suit có thể chiến đấu với những cỗ máy mới mà liên đoàn trái đất đã phát triển. Mặc dù hầu hết các mobile suit mới này sẽ có thông số kỹ thuật hiệu suất cao hơn bất kỳ mẫu Zaku nào, cỗ máy có thể được gọi là người kế nhiệm hoàn hảo nhất cho MS-06S Zaku 2 Commander Type là MS-14S Gyagu Commander Type, cũng được xây dựng bởi công ty Zionic cùng với các nhà sản xuất của Zaku. Và để kết thúc video này, chúng ta sẽ cùng nhau đến những sự thật thú vị về Zaku 2 cũng như là Charles Zaku. Cùng với RX-782 Gundam, Zaku và Charles Zaku là biểu tượng đặc trưng cho dòng phim Gundam. Charkick là một biểu tượng bất diệt của dòng phim Gundam và được nhiều người cover lại và xuất hiện khá nhiều lần trong các vũ trụ lẫn phần phim Gundam khác và đôi khi cũng bị lôi ra làm memes nữa. Cùng với cụ tổ thì Zaku của cha cũng được Bandai cho ra mắt khá nhiều phiên bản cải tiến và nâng cấp. Riêng nhân vật cha vì quá thành công cũng như được rất nhiều fan Gundam yêu thích nên về sau, dòng phim lần đầu xuất hiện những cha clone theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có thể là giống về ngoại hình tư tưởng hay đặc biệt hơn là được tạo ra từ DNA của cha. Cha thường xuất hiện trong quảng cáo xe ô tô của hãng Toyota. Ở một khía cạnh nào đó thì Zaku là mô hình thiết kế cho Jaeger Geno Alpha của Nga ở trong bộ phim Pacific Rim năm 2013. Rồi, đó là toàn bộ thông tin mà mình muốn mang đến cho các bạn về Zaku 2, một mobile suit nổi tiếng không kém gì cụ tổ ở trong vòng phim Gundam. Vậy thì các bạn có thắc mắc hay muốn thảo luận gì thì đừng quên truy cập ngay vào group của Diomio cũng như thảo luận ở phần comment bên dưới nhé. Nếu các bạn thấy thích video này và cảm thấy nó hay, hấp dẫn, hữu ích thì đừng quên bấm like, share nó cũng như đăng ký kênh Diomio. Còn nếu thấy nó dở, hãy bấm dislike để bọn mình có thể cải thiện trong video kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.